Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ ba ngày 28 tháng 7 với những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện quyết định 290 của Bộ Chính trị khóa 10 làm việc tại Hưng Yên. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Đoàn Thanh niên Hưng Yên tổ chức thắp nến tri ân tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Những điển hình thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương tại Đài tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tại trụ sở tỉnh ủy, đoàn kiểm tra số 3 của Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện quyết định 290 của Bộ Chính trị khóa 10 về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị do đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban thường vụ tỉnh ủy Hưng Yên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy. Thực hiện quyết định số 290 từ tháng 9 năm 2010, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã ban hành quyết định số 1115 về thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trong tỉnh. Đây là cơ sở để cấp ủy chính quyền các cấp triển khai thực hiện và đạt kết quả trên nhiều mặt, tạo chuyển biến về nhận thức, hành động trong toàn hệ thống chính trị. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Bí thư tỉnh ủy nêu bật cách làm chủ động của Hưng Yên trong triển khai thực hiện quyết định số 290 của Bộ Chính trị. Tỉnh đã cụ thể hóa bằng các văn bản hướng dẫn cụ thể để triển khai thực hiện, coi công tác dân vận là công việc mỗi cơ quan đơn vị thực hiện hàng ngày. Với đích đến cuối cùng để qua công tác dân vận phải nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân. Từ việc triển khai quyết định số 290, tỉnh Hưng Yên đã triển khai sâu rộng ra nhiều lĩnh vực như phong trào dân vận, xây dựng nông thôn mới, dân vận khéo, năm dân vận chính quyền. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao kết quả thực hiện quyết định số 290 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Từ kết quả đó đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tạo những bước đột phá mạnh so với những tỉnh thành phố lân cận, dù Hưng Yên không có nhiều lợi thế thế mạnh bằng. Đồng chí nhấn mạnh, quyết định số 290 đã chỉ rõ dân vận là nhiệm vụ của mọi tổ chức cá nhân. Chỉ số hài lòng người dân và chỉ số cải cách hành chính những năm qua của Hưng Yên đạt khá tốt. Đây cũng là kết quả công tác dân vận trong tỉnh. Đồng chí yêu cầu Hưng Yên tiếp tục tuyên truyền mở rộng các hình thức dân vận, gắn dân vận với tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thực hiện có hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Chiều nay, đồng chí Lê Vĩnh Tân có buổi làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên, tiếp và làm việc với Bộ trưởng có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy. Từ năm 2015 đến nay, tỉnh Hưng Yên giảm được 31 tổ chức hành chính, 55 đơn vị sự nghiệp công lập, trên 2.200 biên chế, sáp nhập được 38 thôn, tổ dân phố thành 19 thôn, tổ dân phố. Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh đứng thứ 22 trên 63 tỉnh, thành phố, tăng 34 bậc. Ngành nội vụ đẩy mạnh việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thực hiện hướng tới hiệu quả chiều sâu trong công tác sáp nhập các tổ chức hành chính đơn vị sự nghiệp công lập và tinh giản biên chế. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành nội vụ tỉnh Hưng Yên. Đồng chí lưu ý, ngành nội vụ tỉnh Hưng Yên cần tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, quan tâm tới việc sắp xếp bộ máy hành chính, tinh giản biên chế, cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính công. Chuẩn bị tốt ngay từ bây giờ công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở Nội vụ Hưng Yên cần tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh các biện pháp để hạn chế tối đa các cuộc hội họp đông người nhưng vẫn đảm bảo công việc. Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020, tối qua, ngày 27 tháng 7, tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ tỉnh, tỉnh đoàn tổ chức chương trình thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Tới dự có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Quốc Toản, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, cùng các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dâng hương bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và tuổi trẻ tỉnh Hưng Yên nguyện sẽ phát huy tinh thần, sức mạnh trí tuệ trong lao động, học tập và sáng tạo.
tiếp tục bồi đắp truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, nhân dân và sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ, xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu mạnh. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao 15 suất quà tới các thương binh, gia đình chính sách. Sáng nay, đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm trưởng đoàn cùng 10 cán bộ công đoàn xuất sắc vinh dự được nhận giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ 2 đến dâng hương dâng hoa tưởng niệm và báo công với Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ở xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ. Cùng dự lễ dâng hương có đồng chí Trần Quốc Toản, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đoàn đại biểu bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của quê hương đất nước. Trong thời gian làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam, đồng chí đã có những đóng góp to lớn trong xây dựng tổ chức công đoàn, giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh. Nhằm tri ân Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao giải thưởng Nguyễn Văn Linh dành tặng cán bộ công đoàn các cấp có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo, giải pháp đổi mới trong hoạt động công đoàn. Trước anh linh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, các thế hệ cán bộ đoàn viên công đoàn nguyện khắc ghi lời dạy của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Chiều qua, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại cuộc họp, Công an tỉnh đã trình quy chế phối hợp giữa lực lượng công an, quân sự trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Sở Nội vụ trình quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Hưng Yên. Sở Tài chính trình quy chế tổ chức hoạt động, quản lý sử dụng và quyết toán quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Hưng Yên. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh, bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục, tác động trực tiếp tới sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí yêu cầu ngành công an và các sở ngành cần xác định rõ vai trò trách nhiệm của chính quyền các cấp trong bảo đảm an ninh trật tự, hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp. Sở Nội vụ cần rà soát lại trình độ ngoại ngữ tin học của các đồng chí cán bộ công chức viên chức, lãnh đạo các cơ quan đơn vị và sớm có kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ về ngoại ngữ tin học. Các sở ngành, đặc biệt là Sở Nông nghiệp, chú ý công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo đê bối không để xảy ra vỡ đê, lũ lụt trong mùa mưa bão. Các địa phương phấn đấu hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới, tập trung vào các tiêu chí khó như môi trường, cảnh quan nông thôn. Phấn đấu đạt tỉnh nông thôn mới vào cuối năm 2020. Nhanh chóng thực hiện giai đoạn 2, dự án nối hai cao tốc, sớm giải phóng mặt bằng các dự án làm đường khác, cần sớm xây dựng khu di tích đền La Tiến, cây đa La Tiến, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cử, trở thành địa chỉ đỏ về lịch sử đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên cấp tỉnh tháng 7 năm 2020 với 10 huyện thị xã. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt một số nội dung như chỉ thị số 42 ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai, tình hình thế giới và các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước 6 tháng đầu năm 2020, dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại 6 tháng cuối năm 2020. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy yêu cầu các báo cáo viên tập trung bám sát tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các nội dung đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng. Thời gian tới cần đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Tiếp tục tuyên truyền kết quả đại hội cấp trên cơ sở, tiến tới đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19, đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và tuyên truyền đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên lần thứ 9. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh luôn triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, qua đó xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Con đường này trước đây rộng chỉ 2,5 mét.
phương tiện lưu thông khó khăn. Nhận được chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, gia đình cụ Nguyễn Thị Lụa ở thôn Hành Lạc, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm tự nguyện hiến 100 mét vuông đất trị giá trên 1 tỷ đồng để mở rộng. Đến nay, chiều rộng trung bình của đường là 6 mét, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân trong thôn. Mở cái con đường của làng, của thôn thì ông bà cụ tôi cũng có triệu tập anh em đến là họp bàn và anh em đi đến thống nhất là thôi bây giờ cái công trình mà làm đến đâu thì mình cứ hiến đến đấy. Nghĩa là kể cả đập cả sân rồi thì đập cả cổng rồi làm lại. Thế anh em chúng tôi cũng đều nhất trí cả. Và ông cụ, bà cụ cũng có nói là đấy là vì cái tương lai và các cái thế hệ sau. Hàng năm, Thượng tọa Thích Minh Khởi, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Văn Giang đều nhận hỗ trợ từ 11 đến 15 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 200.000 đồng một cháu một tháng. Cùng với đó, Thượng tọa ủng hộ 20 triệu đồng xây dựng nhà đại đoàn kết cho một hộ dân tại xã Tân Tiến. Theo lời Phật dạy, là từ bi cứu khổ. Trong hoàn cảnh thực tế thì thấy rất là nhiều người cũng hoàn cảnh nó khó khăn. Vì từ những cái điều kiện như vậy, thì tôi cũng phát tâm hỗ trợ cho các gia đình khó khăn bớt phần nào, cũng như là tạo cái cuộc sống sau này, thì tương lai của các cháu. Hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, bà Hoàng Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, được biết là người ham làm từ thiện. Với tinh thần tương thân tương ái, bà Nguyệt cùng đồng đội ủng hộ 40 triệu đồng xây nhà tình nghĩa cho bà Trần Thị Hải ở xã Tân Hưng. Trước đây thì tôi ở thì cái nhà nó xuống cấp, nó xì sụp quá, thì nói chung là được bà Hoàng Thị Nguyệt giúp đỡ gia đình tôi thì cũng xây được cái nhà cũng gọi là khang trang, phấn khởi á. Trên đây chỉ là ba trong nhiều điển hình tiên tiến thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 và 10 tháng 8, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 sẽ diễn ra trên cả nước. Thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị trên toàn tỉnh đang được các trường và các địa phương gấp rút triển khai, đảm bảo điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế. Một trong những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay là tổ hợp môn khoa học xã hội và khoa học tự nhiên thi cùng một thời gian. Thí sinh chỉ được chọn một trong hai tổ hợp thay vì chọn cả hai như mọi năm. Do đó, các nhà trường đã tập trung định hướng cho học sinh lựa chọn tổ hợp môn thi phù hợp với năng lực, đồng thời phân chia lớp ôn tập dựa trên nguyện vọng đăng ký của học sinh, tránh tình trạng ôn tập cao bằng. Bản thân học sinh cũng cần có phương pháp tự học hợp lý để đạt hiệu quả tốt nhất. Nhà trường đã tiến hành cho học sinh đăng ký xếp cái lớp ôn tập theo đúng cái nguyện vọng của các em. Đối với ba môn toán, văn và tiếng Anh thì các em vẫn học nguyên theo lớp đơn vị lớp cũ. Riêng đối với bài thi tổ hợp thì các em sẽ học theo cái nguyện vọng, và nhà trường có một lớp theo cái lớp tổ hợp khoa học tự nhiên và 5 lớp theo bài thi tổ hợp khoa học xã hội. Các môn em đều học, em chỉ dành một khoảng thời gian nhất định. Và em sẽ tập trung vào cái môn mà mình cảm thấy yếu nhất. Khi mà học căng thẳng quá, chúng ta có thể dành ra thời gian rảnh rỗi để có thể đọc sách, chơi trò chơi hoặc là chơi môn thể thao nào đó. Nó sẽ giúp đầu óc chúng ta thoải mái hơn. Cũng trong kỳ thi năm nay, để giảm thiểu tiêu cực, Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện so sánh, đối chiếu kết quả thi với học bạ. Ngay từ cuối tháng 6, khi có điểm tổng kết năm học, các nhà trường đã tiến hành nhập số liệu trên hệ thống quản lý kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020. Yêu cầu các thầy cô phải làm với tinh thần thật cẩn thận, tránh sai sót, và khi làm thì đều có người kiểm tra kiểm dò để nếu chẳng may có cái sự sai sót thì có cái sửa chữa kịp thời. So với những năm trước, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 tỉnh bổ sung một số đơn vị thành viên mới như Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan báo chí địa phương. Đặc biệt, để công tác tổ chức thi được đồng bộ, nhất quán, tại Hưng Yên đã thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện. Đây là điểm khác biệt so với nhiều tỉnh, thành trực thuộc trung ương khác. Thời điểm hiện tại, các địa phương đang tích cực phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo chuẩn bị các điều kiện diễn ra kỳ thi. Ban chỉ đạo của huyện, chúng tôi cũng đã bám sát cái sự chỉ đạo của tỉnh về kỳ thi. Chúng tôi cũng đã họp ban chỉ đạo thống nhất và giao nhiệm vụ cho các cái thành viên trong ban chỉ đạo
phải xây dựng các cái kế hoạch, phương án cụ thể, chi tiết, bố trí lực lượng, con người, thế rồi các cái điều kiện, phương tiện, thế rồi trang thiết bị, các cái điều kiện cần thiết để mà sẵn sàng xử lý mọi cái tình huống, đảm bảo an toàn tuyệt đối tại các cái điểm thi. Thời điểm diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 đang tới gần. Hiện tại, công tác chuẩn bị trên toàn tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo các điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh và ngành y tế, các địa phương đã nhanh chóng kích hoạt các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 theo diễn biến mới của dịch. Tính đến 17 giờ ngày 28 tháng 7, toàn tỉnh đã rà soát thống kê được 1.292 trường hợp đi từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi về. Hiện đã cách ly 950 người, trong đó cách ly tại cơ sở y tế là 7 người và tự cách ly tại nhà là 943 người. Hiện tại, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên tiếp tục chỉ đạo các địa phương rà soát người đi từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi về từ ngày 12 tháng 7 năm 2020, hướng dẫn khai báo y tế và cách ly tại nhà theo quy định, kịp thời lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ, tập trung điều tra dịch tễ các trường hợp liên quan, tuyên truyền vận động người dân thực hiện khai báo y tế. Hiện tại, người dân có thể khai báo y tế theo hai cách. Cách thứ nhất là trên máy tính qua địa chỉ là tờkhaiyt.vn và cách thứ hai là người dân có thể tự khai báo y tế trên điện thoại thông minh, sử dụng qua phần mềm nCoV trên các app ứng dụng của điện thoại. Sau khi người dân đã khai báo trên phần mềm điện thoại di động hoặc trên trang web tờkhaiyt.vn của Bộ Y tế, thì mọi thông tin của người dân sẽ được bảo mật và Sở Y tế sẽ tiến hành xác minh các trường hợp nghi nhiễm bệnh để có các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả cao nhất. Sáng nay tại Nhà văn hóa lao động thành phố Hưng Yên, Sở Y tế phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm 2020. Tham gia chương trình hiến máu tình nguyện có trên 400 cán bộ nhân viên ngành y tế và kết quả thu được hơn 300 đơn vị máu. Với thông điệp mỗi tầm máu cho đi, một cuộc đời ở lại, hoạt động hiến máu tình nguyện đã góp phần lan tỏa yêu thương, tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp của đội ngũ cán bộ nhân viên y tế với cộng đồng. Những ngày qua, tổ thu gom rác xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu thường xuyên tập kết và đốt rác thải sinh hoạt dưới đường dây điện 35 kV. Việc làm này khiến cho xứ cách điện cao thế bị nổ vỡ, gây sự cố chập cháy. Vụ việc được xác định xảy ra trong đầu tháng 7 và tái diễn trong những ngày qua. Toàn bộ phần dây cáp điện và 3 con xứ cách điện 35 kV tại cột ở phía trên bãi rác thải sinh hoạt ở thôn Kim Tháp, xã Đồng Tiến đã bị đốt cháy phần thép mạ và vỡ xứ do nhiệt độ cao. Do điểm tập kết rác thải được xã Đồng Tiến quy hoạch và xây dựng nằm dưới đường điện và ở xa khu dân cư, nên việc đốt rác diễn ra nhiều lần, mặc trong ngành điện có công văn nhắc nhở. Đề nghị chính quyền địa phương sớm có cái giải pháp để xử lý cái rác thải một cách triệt để, tuyên truyền vận động bà con không tập kết rác, không đốt rác dưới các cái công trình, đường dây và trạm biến áp để ngăn ngừa các nguy cơ, sự cố và đảm bảo an toàn cho nhân dân. Hiện nay học sinh đang nghỉ hè, đã xảy ra tình trạng thả diều trên khu vực có đường dây điện cao thế. Đây là hành vi được nghiêm cấm trong luật điện lực và khuyến cáo trong giáo trình giáo dục công dân, nhưng vẫn tái diễn ở một số địa phương như thị trấn Yên Mỹ, khu vực xã Ông Đình, huyện Khoái Châu. Sau gần một tháng thi đấu tại sân bóng đá nằm trong tổ hợp dịch vụ thương mại của công ty cổ phần tập đoàn Thịnh Phát, giải bóng đá TPG Cup lần thứ nhất huyện Yên Mỹ năm 2020, chào mừng thành công đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Trận chung kết giữa đội bóng xã Tân Lập với đội bóng An Lộc diễn ra hấp dẫn và gay cấn đến những phút cuối cùng. Đây là hai đội được đánh giá ngang sức và nhuần nhuyễn trong phối hợp bóng ngắn sân bóng đá 7 người. Sau hai hiệp đấu, mỗi hiệp 30 phút, đội bóng An Lộc đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1, đoạt ngôi vô địch giải đấu và nhận phần thưởng cao nhất của giải đấu là 20 triệu đồng. Đội đạt giải nhì nhận được phần thưởng 10 triệu đồng, giải ba 5 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải phụ khác.
giải thu hút 16 đội bóng tham gia, trải qua 32 trận đấu sôi nổi hấp dẫn. Qua đây nhằm tăng cường đoàn kết, rèn luyện thể thao trong thanh thiếu niên. Toàn bộ cơ sở vật chất và kinh phí tổ chức giải đấu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thịnh Phát tài trợ. Chào mừng 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2020. Chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Khoái Châu, nhiệm kỳ 2020-2025. Liên đoàn Lao động huyện Khoái Châu phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch huyện tổ chức khai mạc giải cầu lông công nhân viên chức lao động huyện năm 2020. Tham dự giải cầu lông công nhân viên chức lao động năm 2020 có 27 công đoàn cơ sở với gần 100 vận động viên là đoàn viên công nhân viên chức lao động đang công tác tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm gồm 3 nhóm tuổi ở các nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Sau một ngày thi đấu với tinh thần sôi nổi, nhiệt tình, đoàn kết của các vận động viên, cùng sự điều hành khoa học, khách quan, vô tư, trung thực của ban tổ chức giải và tổ trọng tài, giải cầu lông công nhân viên chức lao động huyện Khoái Châu đã thành công tốt đẹp. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 6 giải nhất, 6 giải nhì, 12 giải ba và các giải khuyến khích cho các cặp vận động viên có thành tích ở từng nội dung thi đấu.